Anh em, sau quá trình rất là dài, phải đến gần 2 tháng trời thì cái xe này nó mới chạy được. Mọi hình ảnh của xe thì mình cũng sẽ quay kỹ để anh em xem thôi. Mà hôm nay muốn giới thiệu với cả mọi người về chiếc BMW 325i E46 này. Nếu mà tìm hiểu thông tin về nó thì rất nhiều người bảo đây là một xe huyền thoại. Mình đến giờ này nói thật ra là chỉ đi được mấy vài ngày thôi, còn đâu nó toàn nằm ở trong xưởng. Mua về từ lãi về là 50 triệu. Bây giờ sửa sang các thứ tính ra chi phí nó cũng mất khoảng 150-180 gì đấy rồi, không nhớ nữa. Nhưng mà đến giờ này nó vẫn còn chưa gọi là chưa sửa xong đâu. Đấy, mời mình xem. Nhìn xa, nhìn chụp ảnh thì nó rất là long lanh, nhưng mà nhìn gần, nhiều chi tiết thì nó vẫn chỉ là một chiếc xe cũ mà thôi, chúng ta không thể làm mới được. Cái mục đích chính của mình ấy, anh em nghe từ ngoài đấy, cái quạt gió này nó còn đang có vấn đề phải thay. Đồng thời là gầm bệ thì ngon rồi, nhưng mà phải chỉnh trụ thay lốp các thứ nữa thì mới xong được, mới đi ổn định được. Mua chiếc xe này về với mục đích duy nhất là không phải để đi đua, không phải để làm gì cả, mà chỉ để dựa vào nó để tìm hiểu kỹ hơn về ô tô, về cơ khí, về máy móc các thứ và về cái thương hiệu BMW Đúc này, nó là huyền thoại. The drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, old squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10-80, my save ones. Take the top on the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not a human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Mốc tí thôi. Không nổ máy đâu. Không có điện. Không còn điện luôn. Hết tật điện. Thôi bây giờ phải đi kiếm dây về. Ôi xưa. Cửa ngọt lắm anh ạ. Trời ơi, về làm đẹp thôi. Đấy, cái việc vẫn ngon lắm. Trời.
Xong rồi. Này vào cứu. Mẹ chốt cửa rồi. Hả? Chốt cửa long mẹ rồi. Ông tháo ra rồi, nó không ấy, không vào nữa. Ờ, đéo vào rồi. Thôi gọi xe mẹ về thôi. Gọi mẹ xe về về là tốt nhất đúng không? Cửa này phải dán ni lông rồi. Đâu có đít được. Hai ác quỷ à? Hả? Đâu một ác quỷ chứ. Quỷ sao đít? Ừ. Ui, lên đèn rồi. Lên đèn mẹ đó, luôn. Ông quên bố để đèn rồi. Không. Anh cá luôn đấy. Không có cửa đen đâu anh ạ. Có cửa ra thì tất nhiên là nó sáng đen rồi anh. Nhưng mà cửa cái đây nó thẳng sáng đen. Qua đây anh sáng đen. Đây thử nào. Đây thử. Hết xăng. Qua đây vẫn có nhiều xăng mà. Hả? Không, hết xăng. Báo hết xăng. À. Phải đủ xăng đó. Vàng rồi, đèn vàng rồi, hết xăng rồi. Không làm mặt mày đôi mà. Xăng tích rồi. Đây có một cái trong đội của sếp em trả đây có một con kiểu nhẹ. Là độ của gầm thấp hơn. À, kiểu chơi rồi. Nghe dân chơi rồi. Em nhìn nhưng mà xe nó đẹp hơn mẹ xe của ông xe cỏ. Vành đen đấy. Tay lái có tắc hơn này nhiều. Tay lái có mấy tắc hơn này nhiều. Tính hơi nứt rồi, không sao à? Hả? Lên thôi. Lên à? Lùi ra thôi. Lùi ra thôi. Ê. Ra vòng vòng sang bên phải là đủ xăng luôn nhá. Ờ. Ôi giời. Ghế điện vẫn ngon. Vẫn ngon. Chắc là phát đầu tiên. Máy nổ sập. Sang bên phải đổ xăng. Đang phải kéo nó đang kẹt kéo phải buộc mẹ vào. Ôi trời nó nặng. Rồi, đi
Rồi. Ôi chết mẹ rồi. Chết mẹ mày rồi. Anh em ạ, mẹ điều hòa nhưng mà chắc hết mẹ ga rồi, nóng quá. Cửa sau thì vẫn đang bị mở nha, cửa đằng sau kìa. Đang phải đi hết sức rồi mẹ, cẩn thận không có nó bung mẹ cửa ra rách việc. Gầm bệ cũng khá thích ấy. Nói chung là vẫn được, vẫn đi được, vẫn đi tốt, không có vấn đề gì cả. Ngoại trừ cái việc là nó hơi nóng thôi. Nó là nắng vãi cả đái và nóng. Điều hòa thì bây giờ nó chỉ phải ra hơi nóng thôi. Nó không mát nữa rồi. Và quan trọng nhất là cái xe này đang hết đăng kiểm. Công an bắt là tèo luôn. Nên là phải chọn buổi trưa đi thì các anh công an có thể anh ấy đi ngủ trưa hay đi ăn trưa gì đấy thì anh không đứng ở đường thì may ra thì thoát được. Nó là tèo. Đấy, anh em xem nhá. Tắt lại tiếc này. Vẫn cửa sau đang bị mở. Xe này chạy được 235.499 km rồi. Đấy. Đồng hồ đồng hiệp vẫn rất là ngon. Ngon, nói chung là ngon. Mình người ta mua xe này về để đi đua, nhưng mà mình thì mua về để đi lại bình thường hàng ngày thôi. Không đua đạc gì cả. Đấy. Căng thẳng phết đấy. Đứng ra cho nó đỡ nóng anh em ạ, nhưng mà ngồi nóng quá không chịu được. Đấy, nhưng mà anh em thấy không, con này chỉ làm lại máy một tí, làm lại nội thất tất cả các thứ, gầm bệ ba lăng ngăng là đi thôi, chả vấn đề gì cả. Xe này vẫn còn quá ngon. Mình sửa cái xe này với hy vọng là hàng ngày có thể đi làm được và nó có thể chạy được về đến khoảng Thanh Hóa là ngon rồi. Đấy, gần đơn giản thế thôi. Rồi, tí nữa sẽ đi vào xưởng. Ui ôi, nóng quá. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đi xe mà nó khổ này. Nhưng mà không sao. Phải thế nó mới hay, đúng không? Đấy, kính tự động nhá. Chỉ ra mười bảy mươi không vấn đề gì cả, không vấn đề gì anh em ạ, chỉ không phăng phắc luôn, chỉ có mỗi tiếng điều hòa thôi, cách âm mẹ đúng chuẩn BM mẹ xe sang luôn. Đi cái xe sang nó khác hẳn, giá thì rất mình, giá thì đại khái là cái chỗ tiền của ông Hùng Auto Daily ông bỏ ra ông mua cái xe của ông ấy thì mình mua được xe nào, mua được năm cái này, mua được năm cái xe này. Đấy, mua được 5 cái xe này. Mua được 5 cái xe giống của xe của ông. Đấy, sao anh em thấy không? Đường máy phấn khích không? Đấy là mình đạp rất từ tốn đấy nhá, không hề đạp gì luôn.
xi nhan xi nhớt đủ, thế là tốt rồi, vẫn chạy được, về đến xưởng là ngon. Ê, có còi nhá, quá ngon. Mình nếu mà đấy tiền đấy thì mua được 5 cái xe này và thậm chí vẫn còn dư khoảng một cái Samsung S Ultra nữa, S20 Ultra nữa. Ờ thế thôi nhá, mình sẽ đi vào xưởng để sửa cái xe này rồi, anh em sẽ xem cả một quá trình sửa xe của mình nhá. Ok, chào anh em. Đây là cơ sở sẽ làm đẹp cái xe này. Không vấn đề gì. Vấn đề gì? Cũng lắm thay mẹ máy năm xịt. Ừ, vẫn mẹ đủ để mua thêm 50 triệu vào nữa thì cái chỗ tiền của Hùng Xe Cỏ mua con xe màu xanh vẫn đủ để mua 3 con này, đúng không? Hôm qua mình auto này nó chắc hết mẹ ra rồi nha. Nổ máy bình thường luôn. Ừ. Trời. Rồi. Đổ 2 lít rồi. Mà đổ 2 lít mà lại ấy à? Đổ 2 lít được kim xăng vẫn bảo. Vẫn bảo đi mẹ. Được. Mở nắp này thế nào? Cái gạt này điểm đéo đi. Cái cần này điểm gì? Đâu. Cái cần này điểm gì? Đấy, cái giật ra đấy. Ừ. Đây, đã lên bằng nha. Đấy, nó khác cái đời sau rồi. Mẹ ơi, chảy cả nước cái gì. 6 máy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 6 máy thẳng hàng. Ừ. Trời ơi, đây còn có hộp để đồ, mẹ hơi xịn luôn này. Gì vừa riêng, hộp để đồ. Để sẵn ở đấy rồi. Ừ. Các đồ thay thế để sẵn đấy rồi. Ok, nó độ cái mặt trước này có 2 bi à? Độ thêm bi. Ờ, độ thêm bi cần néo. Nhưng mà thường là nó phải độ cản thì mới có độ bi. Ờ, không mình không độ thì mình cứ đi xe zin thôi. Mình cứ thế này xong rồi mình nên làm cho nó đẹp thôi. Ừ. Đèn đóm thì chắc không mờ lắm đâu. Chả cần thiết. Đây mà gì ấy? Đây còn đồ gió để sẵn ở đây chờ. Rồi con ơi. Hàng ở đống hết rồi. Máy này là có nắp không nhỉ? Có những nắp máy để trong cốp mà. Ờ đấy, phải cho nắp máy vào nhìn. Đấy, đấy thì nó mới đúng máy. Là BMW đúng không? Ờ. Tình hình xe là sẽ phải làm những cái gì? Ông này đéo biết mở cửa rồi. Ông để tiêu chuẩn mở cửa. Hơi cao. Ông phải lên, đây này, ông phải đứng lên. Ờ, hơi lên. Thế. Tiếng. Đấy. Đầu tiên nhá, nội thất cái này thì là nó hơi cũ một tí thôi. Ừ. Tại vì là để lâu không chạy thôi. Ừ. Thì không có vấn đề. Ui gì cả. Cái này gọi là da voi đấy. Da voi đấy. Lúc nãy mình sợ qua vãi cả cứt chân này. Vãi cả đái. Đây là da voi. Đấy. Nhưng mà nội thất là tương đối khá thôi. Nên là phần đầu tư đấy là làm sạch làm đẹp tí thôi. Ừ. Máy hiện tại là mình sẽ hơi hụt hơi nha. Ừ. Chúng ta sẽ cho nó căng đét luôn. Ừ. Đúng không? Đạp một bây giờ được lít thì hy vọng là sửa đạp xong. Đạp lít là chẳng qua là mình lúc nãy là mình không biết là nó có phanh ăn hay không. À thì mới là thế mới thôi. Đạp một lít chứ còn nếu đạp hơn thì vẫn hơn được, mà sợ đéo phanh được là rách việc. Thế nhưng mà coi như là hy vọng là sau khi sửa xong thì chúng ta sẽ đạt hạn mức là 2 lít nhỉ? Ờ, 2 lít, max speed phải 2 lít. Thế còn... đèn đóm ngoại thất là... Đèn đóm ngoại thất là khả năng là đèn bên lái là vẫn ngon này. Ừ. Đèn bên phụ này có vẻ hơi tí mờ thôi. Ừ. Khả năng là vẫn có thể... Thay LED đúng không? Gần lên bi không? Không, bi là không lên. Ờ. Mà khả năng là nếu mà cần thì xem thay mặt đèn hay gì đó cho nó lấp lánh tí. Tôi nghĩ là thay bóng LED là cho nó mẹ ánh sáng trắng cho nó đẹp thôi. Phải vàng à? Trông nó lại thành mắt tàu ấy. Mắt người Trung Quốc ấy. Để gì đúng không? Đây, ví dụ như là hai cái nhan hai bên này nó bị lão hóa quá rồi. Là bắt buộc thay này. Dạ. Thế được cái rất là ngon lành là sẵn sàng là bộ vành lốp này. Lốp Xeon là ngon luôn rồi. Cooper. Hiện tại bộ vành lốp này là còn đi thêm được mấy bạn thoải mái. Đồng sơn là tạm tạm, gá lại một tí chỗ cái này thì đơn giản. Hơi thôi. Nước sơn là hơi để nó hơi thời gian thì sẽ đánh bóng lại nhá.
những cái điểm nào còn thiếu số này, logo này sẽ thay. Hai con đèn phụ này, hai con đèn phụ này sẽ thay. Thay cho nó mới thôi, nhìn nó đẹp mới luôn đúng không? Phụ này có nọ không nhỉ? Phụ này bố thường thôi đúng không? Phụ này là sao? Có nọ còn nữa hiểu không? Phụ này chưa có nọ. Rồi khi nào mà mình thích có nọ thì nó có cả loa đài cũng có thể có nọ được. Còn lúc nãy là điều hòa chưa mát à? Điều hòa chưa mát. Chuyện đấy chuyện nhỏ. Điều hòa thì đơn giản. Lắp cái tủ, lắp cái tủ lạnh vào là mát này. Ok nhỉ. Thế thôi nhỉ. Và xem ghế sau, ghế phụ gì nhỉ? Ừ. Và chốt. Mấy cái nút này phải thay này. Mấy cái nút phải thay. Đúng rồi. Đang khóa. À cái chìa khóa này, đang là một cái chìa khóa nó hơi kém. Cái chìa khóa này cũng sẽ có ấn điều khiển được không? Điều khiển là con này không điều khiển từ xa được. Để start stop thì sẽ phải độ, nhưng mà nhưng mà không cần start stop, ấn chìa khóa từ xa mở từ xa thì mở cửa ấy. Để mở cửa hả? Ừ. Mở cửa con này như là chưa được, nhưng mà thực ra tất cả đều độ được. Ừ. Nhưng mà vấn đề là độ theo cái phương án nào thôi, vì phương án Trung Quốc thì cũng không được đấy lắm. Đấy. Gỗ vẫn đẹp lắm. Ô, đây là ô gỗ này, ô gỗ xịn này. Ui mẹ, túi khí người ngồi sau nhá. Ừ. Con này túi khí là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây giới thiệu nhá, đây Tablo cũng ra vòi luôn. Ra vòi hết nhá. Ừ. Ra vòi hết luôn. Đấy. Đây, một trong những đặc điểm rất là đặc trưng của thời mấy cái của nắp thùng kia là cái này là mua nguyên cả hộp thay vào. Ừ. Thế còn còn sau đấy là không có ra vòi mà dùng nữa đâu. Ừ. Mẹ chết hết vòi rồi đúng không? Ừ. Vòi vùng chết hết rồi. quả ram này còn gì không nhỉ, nó lên không nhỉ, ấn thử đấy. Lại hỏi quả ram à? Riêng con này thay thức lái mới rồi nhá, không cần phải đặt lại thức lái đâu. Không, thức lái ngon lắm, ram hỏng mẹ rồi. À đây à, ấn thế nào đâu rồi nhỉ, cái ram đấy kéo lên thì kẹt rồi, hơi kẹt tí nhưng không vấn đề gì, vẫn nhúc nhích là được rồi. Ấy, ôi, mẹ cái này nó bị kẹt cái này trong rồi. Không, nó có hai nấc đúng không? Hai nấc, ừ. Cái này kẹt trong rồi. Ôi, nó có hai nấc. Sửa sau. Ui, ôi, của mẹ. Không vấn đề, Đấy rồi. Đấy, ngày thứ hai đang tháo máy. Bây giờ hiền ô tô số gì anh? Ừ. Đây anh gọi em đây. Ừ. Vâng. Ok, phải mà. Vâng, ok đại ca. Ui, lại xe làm dây điện đấy à? Làm ngay. Cái này cũng là của trong cái này đấy à? Cái khác à? Đúng rồi, đây là cái cầu quá.
AutoZone. Đè ra để làm sạch à? Ui mẹ, rửa ướt hết trong này à? Ai trưởng? Tháo mẹ ghế ra mà làm. Dạ. Không tháo ghế ra làm mà. Xương bụi bẩn này sẽ dọn sạch hết lại, sạch hết lại toàn bộ. Cái này là mình học của VinFast Lux nhé. Khi mà tháo cái xe VinFast Lux ra, nó toàn những cái tấm này nó dán ở xung quanh xe, dán kín xe luôn. Nên là cũng bắt chước để dán vào 325 để chống ồn. Mặc dù cái xe này nó không ồn thế nào cả, nhưng mà cứ dán. Đây là một loại vật liệu chống cháy. Đây này, thử cho luôn, chứ để cháy nổi bật lửa đâu nhỉ. Đây. Đấy, đốt nó không cháy luôn. Đấy. Đốt thì nó sẽ bị sun lại nhưng nó không cháy. Ui bỏ mẹ. Cháy à? Vào tay đấy. Nóng mẹ dây rồi, cháy chảy vào tay rồi. Chảy vào tay nhưng không chạy bốc thành lửa. Bốc mẹ thành lửa luôn. Đâu, đây ông đốt đi. Đây ông cứ đốt giữa này. Đây, đây. Mẹ nó chảy vào tay tôi. Đây, đi đây. Thế chảy vào tay tôi. À. Thấy chưa? Thấy lửa chưa? À, không, ông dí vào cái chỗ mà ấy thôi. Đây này, đây. Đấy. Đấy, nó chỉ thế thôi. Đấy. Cái là đốt rất là kinh thì nó mới cháy, còn đốt bình thường thì nó không cháy. Kinh. Khoảng có mẹ tay rồi. Chảy nhựa vào tay. Đấy, đây là cái tấm cách âm bằng vật liệu chống cháy. Nhưng mà mình đã đốt cho nó cháy được. Ôi, sẽ đi thử cái xe luôn. Vẫn góc nhìn quen thuộc của Trắng Auto thôi. Mọi người nhìn ở trên ảnh thì long lanh thôi, nhưng mà thực tế thì nó cũng vẫn long lanh thật. Đây này, những cái da riết các thứ đúng không? Gỗ này, gỗ thật này. Thế nhưng mà những cái này thì nó cũng sẽ hiện lên dấu vết thời gian thôi. Đây, nhựa những các thứ thì nó cũng khá bẩn rồi. Và đây, cái này thì vẫn đang sửa nên là chưa ấy được. Ôi, ô tô đến rồi, đi phát. Đấy, anh em có thể nghe luôn tiếng cái quạt gió. Đúng không? Cái quạt gió nó kêu khá là to. Cái này là cái quạt ly tâm. Có người thì bảo là nên thay cái quạt điện vào. Thế nhưng mà mình thì chắc là mình sẽ thay ấy thôi. Sẽ thay cái quạt mới vào cho nó êm dịu hơn thôi. Cái xe này nếu mà những người lái không quen ấy. Đấy. Nhờ. Ngồi lên mẹ đạp một phát nó nhồng. Thôi rồi luôn. Nó như một con trọi điên luôn. Thế nhưng mà lái quen rồi thì sẽ phải hết sức chờ nhẩn nha cái chân ga. Mới lái mà ví dụ cái đoạn vào cua này, đạp ga mạnh lên xong rồi là cái dây tay, cái tay lái nó nặng. Có khi không đánh kịp. Có thể nghe thấy cảm giác của cái độ chắc chắn của khung gầm đúng không? Và cách âm của xe nữa. Ghế phụ chỉnh điện luôn. Ghế phụ chỉnh điện, tất cả là điện hết. Cái ghế này rất là hay nhá, nó có 3 chế độ như ghế. Thế nhưng mà không phải là ấn 1, 2, 3 như bình thường như những cái xe khác, mà nó sẽ chia ra làm 3 cái chìa khóa khác nhau. 3 cái chìa khóa? Ừ, em nhớ vào cái khóa là của em nhá, thì là sẽ là một chế độ ghế của em. Còn chìa khóa của anh thì sẽ là cái chế độ ghế của anh. Và một cái chìa khóa sơ cua nữa. Đại khái là nó sẽ là nhớ ghế như thế, chứ không phải là ấn trong người nhớ ấn như này cả. Cắm cái chìa khóa, cắm chìa khóa vào là nó sẽ tự nó về đúng chế độ. Đấy là anh nghe nói thế thôi. Chứ còn cái chìa khóa bây giờ nó không làm được việc ấy nữa rồi. Cái xe này nó rất buồn cười. Vì cơ bản thì nó vẫn chỉ là một cái xe nát thôi. Chứ nó không phải là một cái xe mới, hoặc là nó không phải là một cái xe bình thường. Mà nó nát lại theo cái nghĩa là nó cực kỳ nhiều đồ điện tử để có thể nát.
tức là mỗi ngày nó có thể lên một lỗi. Nếu mà nói là bây giờ sửa cái xe này ngon rồi, đi được tốt rồi ấy, thì là bốc phét thôi, bởi vì là ngày mai đã biết nó có lỗi gì hay không. Thế nên là cái câu chuyện là về cái xe này mọi người hay nói là BMW cũ thì luôn luôn xếp cái thứ hạng cao hơn những cái xe khác, ví dụ như là xe Hàn Quốc hay xe Nhật hay gì đấy, bởi vì là nó luôn 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 nằm ở trên cầu đấy, mẹ một tuần nó có thể nằm cầu khoảng 3 ngày đấy, nên là luôn luôn nó cao hơn những cái xe khác, vì đơn giản là vì nó hay nằm trên cầu thôi. Nhưng mà nhìn chung thì với khoảng dưới 200 triệu thì đố em tìm được cái xe nào mà đi như thế này, đúng không? Chạy con này thích thật. Khung gầm, cảm giác lái bốc, con này 180 mấy mã lực ấy. Từ 0 lên 100 km là mất khoảng 8 giây. Động cơ 2.4 hút khí tự nhiên. Làm gì có con nào cầm đấy tiền hơn 20 tuổi mà được thế. Làm gì đến 20 tuổi. Con này đời 2003 thì mới có 17 tuổi thôi, gái 17. À, hiện tại nó đang báo chột bóng một pha. À, tất cả mọi thứ hỏng hóc là nó báo lên trên này nhá. Và mình có thể mua một cái máy đọc lỗi đâu ra khoảng 600-700 nghìn gì đấy ấy. Cắm vào đây là tự đọc trên điện thoại của mình luôn. Nó hiện đại đến mức như vậy. Giờ nó vào điện thoại luôn rồi. Nó wifi hay là bluetooth gì đấy vào điện thoại luôn. Đèn pha tự động, gạt mưa, đây có cả cruise control, tất cả các thứ đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Tất nhiên là sẽ phải có cân bằng điện tử, chống trơn trượt, rồi là đầy đủ tất cả các thứ. Và những cái tính năng đấy thì vẫn đang hoạt động bình thường nhá, chứ chưa hỏng cái nào cả. Túi khí thì nó có khoảng 6 túi khí thôi, 2 túi khí phụ này, và 4 cánh cửa thì sẽ có 4 túi khí, gọi là túi khí thành rèm đấy. Nhưng mà ngày bây giờ thì người ta cho lên trên cái cột B này thành túi khí rèm rồi. Thế nhưng mà ngày xưa thì nó là ở cánh cửa đây, ở ra cánh cửa này. Đây cái hệ thống chỉnh gương là cả bốn gương đều một chạm hết. Hệ thống gương lùi thì khi vào số lùi thì nó sẽ tự cụp để mình nhìn được bánh. Đấy là khóa, khóa cửa điện toàn bộ. Gương thì tự động chống lóa. Anh thích cái nhìn cái này của xe này. Anh không thể tin được là sau 17 năm nó vẫn đẹp như này. Tất nhiên là tất cả những cái vẻ đẹp này, cái làm lại cho nó đẹp này thì là qua bàn tay của anh Hiển ở AutoZone, là người mà dắt mình đi mua xe và đi dắt mình đi sửa và phục hồi lại nội thất của xe đến mức độ như này. Ra thì anh em chơi xe 325 hoặc là chơi BM cổ nói chung ấy thì vẫn hay thích cái bộ bộ ghế, bộ da zin của xe. Mọi người gọi nó là da voi. Mẹ mình nhìn thì cháu thấy nó giống da voi gì cả, mà lấy đâu ra lắm voi thế. Đại khái nó là một loại da tốt thế, nhưng mà mọi người thì luôn luôn bảo là những cái xe mà nó còn những cái bộ da zin ấy, bộ da ghế zin thì là xe ngon. Riêng cái dòng 325 này thì em có thể thay đổi tất cả mọi thứ ở động cơ, hộp số, linh tinh, tất cả các thứ. Nhưng bộ ghế thì không mua được. Thế nên là mọi người hay giữ cái bộ da ghế này. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ trong thời gian tới anh sẽ bọc lại cho đẹp. Đéo thì ngồi cái da, mẹ nói với tôi nhìn nó vẫn bẩn bẩn đúng không? Nhìn nó cũng không vừa mắt lắm. Xe của mình mà mình làm gì làm, nhưng mình mua về để đi chứ có phải là để buôn đâu mà phải giữ cái bộ da zin làm gì. Trong khi nó xấu. Nhưng mà dần dần thôi. Vì là sửa cái xe này nó cũng tốn tiền, mất thời gian. Thực sự luôn, mất cái xe này mua trước xe VinFast khoảng một tuần. Ai cả đài, phanh vẫn ăn lắm, mẹ phanh mà đéo ăn thì toang đít rồi. Thế rồi sao thằng này nó đi tự nhiên nó phanh gấp, mẹ cha ơi đéo giờ nó phanh gấp. Cái máy này thì sau khi đại tu lại tổng thành máy, làm lại cái lòng của xi lanh ấy, thì nó đã sau một thời gian người ta sử dụng nó không ổn thì nó xước rồi là nó to ra hay như thế nào đấy, rồi thì phải làm lại cái lòng đấy. Coi như máy vẫn đang là gọi nó, nếu như mà gọi là độ nòng độ nước thì gọi là cốt một đấy. Xi lanh thì vẫn vậy, nhưng mà trong thời gian đầu tiên, trong khoảng 1.000 km đầu tiên thì coi như cái xe này vẫn đang chạy roda thì phải đi từ từ thôi, đại khái là chạy dưới 100 km/h để cho máy nó ổn định hơn. Doa lại nóng là như mới rồi.
Ừ, đây thì là gọi đại tu hết rồi. Đại tu lại hết. Hộp số con này thì vẫn ngon. Số thì không phải sửa gì cả. Đấy, thấy không? Đi vào G giảm tốc nghe. Cái này thì thay thay giảm sóc sau, thay càng A mới, tất cả các thứ. Cái xe này thì vì là bên Trung Quốc người ta đi cũng nhiều ấy, nên là đồ rất nhiều. Đồ nhiều mà rẻ hơn con giống nó là con 318. Ngày trước thì anh thích 318 hơn, cái dáng của 318 anh thích hơn. Thế nhưng mà anh em bảo là cái đồ 318 nó lại hiếm và đắt, vì là bên Trung Quốc người ta không đi, thế nên là hiếm và đắt. Ấy, nó để sang chế độ sport thì nó còn điên nữa. Nhưng mà đúng là mua cái xe này xong rồi mình hiểu được thêm rất là nhiều về cái cơ khí ô tô, chế tạo máy móc các thứ. Cái này là động cơ hình như là 6 máy hay gì đấy, V6 với chiếc i6 à? i6 là máy một hàng. Máy một hàng. Mà thực tế thích cái con xe này bởi vì một cái là nó cái thiết kế ngoại thất của nó, cái kiểu dáng của nó thì đến giờ thật sự là nhìn nó vẫn rất là phê. Đấy, có thể đạp vòng tua lên đến 6.000 nó mới sang số mà. Mọi người hiểu là nó điên loạn đến mức độ như nào. Đạp cái là hiểu ngay. Thường ấy thì xe bình thường thì đạp thì khoảng lên khoảng 4.500, 3.000, 4.000 gì đấy là nó sang số rồi. Nhưng mà con xe này nó hiểu cái chân của mình đạp như thế nào, đạp kịch một phát là nó kéo mẹ kinh khủng luôn. Thế còn nếu mà đạp bình thường như này thì khoảng 2.500 là sang số thôi. Tay lái của nó thì có thể nói là bố của nặng luôn chứ không phải là nặng bình thường. Mẹ, cái này mình cần phải đi, mặc dù thay càng A rồi thế nhưng mà phải đi thay 4 quả lốp mới và chỉnh lại cân bằng động, chỉnh trụ, làm lại cân bằng động tất cả các thứ thì tay lái nó mới không bị dơ như thế này. Hiện tại bây giờ thì nó đang bị dơ một chút. Một quá trình nói chung là. Đấy là sửa những cái đấy xong thì nó sẽ lại phát sinh ra những cái lỗi khác nữa mà sẽ phải sửa tiếp, phải sửa đến khi nào mà hiểu hết xe thôi. Khi nào mà bán xe thôi. Nếu mà khi mà động cơ nó đẹp, nó ngon lành thì lúc đấy chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái đoạn là làm thêm về nội thất cho nó đẹp hơn. Mọi người thì hay thay cái màn Android vào đây. Ở đây nó có một cái màn Android thì lúc đấy thì cái cục điều hòa này nó xuống dưới này. Và ở trên là cái màn Android này. Nhưng mà nhìn trông mẹ nó không phù hợp với tuổi lắm. Thật sự, mặc dù đấy là màn zin của E46 luôn. Tức là ở bên Tây cũng thế. Thế nhưng mà vấn đề là anh không khoái lắm. Vì hiện tại thì băng cassette đang hỏng thôi, không có thì sẽ bật cassette lên cho mọi người nghe. Mà để nguyên cái bộ này xong đi với cái bộ ghế cái các thứ. Ừ. Cái này thì trông nó mới hợp. Đấy, đạp lên đạp thực sự là sướng, mặc dù là hiện tại đến giờ máy nó vẫn không ổn về quạt các thứ này. Khi mà phóng nhanh thì cảm giác là có hơi nóng nó phả ra từ máy ấy, phả ngược vào trong này luôn, có thể là do một cái gì đấy nó hở ở đây. Thì này sinh ra một cái đấy. Cái điều hòa này thì mới đây nó mới mát thế này thôi. Còn mẹ tuần trước thì ngồi mẹ phải mở to cửa kia các thứ ra để coi như là 141 này, sợ chưa? Sợ thế nhỉ. Chạy thôi. Điều hòa thì mới làm lại. Buồn cười nhất là cái hôm đấy là anh sang anh sửa điều hòa này và sửa và thay cái giảm sóc với cả cái càng A thì các bạn thợ các bạn đi làm điều hòa xong nhưng mà các bạn ấy không nối cái nước vào, thiếu một đại khái là thiếu một cái ống ở két nước, không lắp vào. Là mình lấy xe mình đi từ đây lên đến cầu Nhật Tân mình quay lại đây thì đến đúng cửa xưởng thì chết mẹ máy, xong bỏ ra mở nắp ra phát mẹ nước nó sôi, nó tóe nó tung ra hồ đỏ lòm đấy. Bây giờ sẽ tí nữa sẽ thử sang chế độ sport. À, để xem nhá, xăng này. Hiện tại đang báo xăng là 22,5 lít cho 100 km. 2,5 lít. Tức là 100 km thì đi mất 22 lít. Thì chắc là chắc là do ấy thôi, do máy nó còn đang mới cả, nó chưa ổn định thành ra nó tốn đấy.
là do mình có thể cái này anh chưa reset. Ừ, anh đéo biết mẹ, khái là đấy, khái là nó như thế. À, đi được 235.776 km rồi. Thực ra với những con xe mà chạy kiểu dịch vụ thứ thì nó không nhiều, nhưng mà 17 năm mới đi gần đấy. Quan trọng nó là cái 17 năm. Ừ. 5 năm mà đi 20 vạn với cả 17 năm đi 20 vạn khác hẳn nhau. Đèn pha tự động này, mọi thứ này nhìn nhìn cái này nó giống VinFast Lux vô cùng. Đấy, sang đi số S phát xem nào. Nhìn chung do cái lốp và cái hệ thống treo trước nó vẫn chưa chỉnh trụ ấy, tay lái nó vẫn dơ nên là mình không dám, chưa dám vào cua hay là làm cái gì nó hơi quá đà cả. Số mở vẫn ngon. Ở đây rẽ vào đây là ngon bắt đấy. Đây là đường dành cho xe đạp xe máy. Số mở thì cũng vẫn... Ừ. Lên đây rẽ đúng 90 độ này. Cảm giác vào cua nó sướng lắm, nó hay mình nghĩ mình đi thay mẹ hay ghế đua vào đây. Nhưng mà ghế đua thì thắt seat belt nó hơi khó. 4 điểm ờ. Thắt ở giữa này ngồi vào nó hơi khó mà nó cũng không thoải mái lắm. 3 điểm. Đây, hai cái ở đây là một cái ở dưới lên cắm vào. 3 điểm. Mẹ nó cứ báo xăng này nhìn cũng buốt ruột phết. Nhưng mà thôi, chạy chắc khoảng 2 bình xăng để đổ cái lọ xúc động cơ ấy vào để cho nó xúc rửa. Gương này nó hơi bé nên mình nhìn nó hơi khó. Cái này như là nó không dành cho những người đi chậm bây giờ ấy. Thì mẹ đạp chậm nó cứ rồ đi nhanh thì mới phê. Này ông mẹ ông cứ xin nhàn đây, cái tập đoàn đa cấp mẹ toàn xe xanh thôi. Xong rồi sẽ có những cái chia sẻ nhiều hơn khi mà con xe này nó tròn máy một chút thì mang lên cao tốc test max speed thế này thì kia cái thứ sau. Thì còn hiện tại thì đấy, nó chỉ thế thôi. Hàng ngày đi làm một cái xe này cũng oai. Gọi là nói cả gái thì là bảo anh đi BM nhưng mà nhà anh giàu lâu rồi không? Nên là xe anh nó cũ một tí nhưng mà nó là cái xe kiểu là nó là tình cảm, nó là có lộc nên là anh vẫn không đổi. Đấy, thực ra thì anh mua 50 triệu thôi. Khái là mẹ bằng con Everblade. À thế nhá. Không vào việc nhanh. Ừ, này không vào việc nhanh như Quang Hải được.